Thế nội ngồi ghế, em bé đòi cho bằng được và hành động sau đó khiến cộng đồng mạng tan chảy. Thấy bà nội đang nấu cơm, em bé tay xách bịch đồ chơi, chập chững đi lại gần bà. Bà bẹ xin bà cái ghế của bà đang ngồi. Thương cháu, bà nhẹ nhàng đưa cái ghế của mình cho cháu ngồi chơi. Sau khi yên vị trên ghế, anh bạn nhỏ lại thấy bà nội không có ghế để ngồi. Nhìn xung quanh thì lại thấy sau lưng còn có một cái ghế khác. Thế là cô bé bước tới, khệ nệ bưng cái ghế kia đến và đưa cho bà nội ngồi. Hành động vô cùng đáng yêu của cậu bé đã làm cho bà nội vô cùng bất ngờ, phải thốt lên trước tình thương của đứa cháu nhỏ dành cho mình. Rồi hai bà cháu ngồi lại với nhau, bà tiếp tục nấu cơm, còn cháu lại chơi bên cạnh bà của mình. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được không ít lời khen từ cộng đồng mạng dành cho đứa cháu. Tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, lại có một trái tim hồn nhiên, đong đầy tình yêu thương cho người thân trong gia đình. Một số bình luận được mọi người để lại: làm nội cảm động muốn bỏ nấu cơm luôn. Em thông minh dữ thần, lại còn biết nhìn xung quanh rồi lấy ghế cho nội ngồi. Bé còn nhỏ mà hiểu chuyện ghê, thấy chưa, cưng gì đâu à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.